An Lão là huyện vùng cao của tỉnh Bình Định, cách quốc lộ 1A 32 km, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 120 km. Tổng diện tích tự nhiên 69.202 ha, có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiều đồi núi, thác nước, dòng suối, rừng và rừng nguyên sinh an toàn. An Lão có 3 dân tộc sinh sống là Kinh, Hơ Re và Ba Na, có bề dày về văn hóa và lịch sử. Danh lam thắng cảnh tại An Lão phải kể đến thủy điện sông Vố, km số 7 đến km số 10, xã An Quang, thác Đá Ghe, thác Long Vo, xã An Hưng, hồ Hưng Long, xã An Hòa, rừng đặc dụng gắn với làng văn hóa du lịch xã An Toàn. Di tích lịch sử, văn hóa có khu di tích chiến thắng An Lão, di tích Trường Lũy, khu tượng đài chiến thắng An Lão, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Đinh Duối, vụ thảm sát Đá Bản. Bên cạnh đó, văn hóa truyền thống mạng đậm bản sắc của người dân tộc Hơ Re, Ba Na của huyện An Lão khá đa dạng như lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới, kiến trúc văn hóa nhà sàn, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, những điệu xoan, hơ mon, hát du, những nhạc cụ dân tộc độc đáo như cồng chiêng, tơ dưng, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng xã An Toàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thời đại của sự phát triển, con người vội vã
chạy đua với thời gian mà rồi nhiều khi lãng quên đi những thứ xung quanh mình. Xin giới thiệu tiết mục hóa trang với chủ đề Người rừng bảo vệ môi trường. Tiết mục gồm có các nhân vật thần rừng, người rừng, các nhân vật đại diện cho kẻ xấu, kẻ ác, do các diễn viên của đoàn hóa trang thành, tượng trưng cho thần linh và con người đang đấu tranh bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thiên nhiên trước những thế lực xấu xâm hại. Qua tiết mục này, đoàn muốn gửi đến mọi người về vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước là một trong những trách nhiệm cao cả của con người. Đây cũng là tín ngưỡng dân gian của người Hơ Rê nhằm khơi dậy truyền thống chăm sóc và bảo vệ rừng của người Hơ Rê. Và người dân cũng tin rằng cũng mùa màng với nguyên liệu vật liệu có sẵn ở tự nhiên như lá mít, rơm khô, dừa và kết hợp với một số vật liệu khác để đảm bảo hóa trang được bách mách là đảm bảo vệ sinh môi trường. Khắc họa được những hình ảnh của những người nộm đang đứng trên những cánh đồng ruộng để xua đuổi chim cò. Đây là một sự sáng tạo hết sức độc đáo cũng như sự khéo léo của bà con nhân dân ta trong việc bảo vệ mùa màng, và nó tồn tại trong ký ức tuổi thơ con em của những người nông dân. Ngày nay, với sự tiến bộ văn minh của nhân loại, con người đã tạo ra nhiều cách để bảo vệ mùa màng, nên hầu như những cánh đồng không còn hoặc rất ít nhìn thấy những hình ảnh người nộm. Để tưởng nhớ một thời công lao của cha ông trong việc bảo vệ mùa màng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đoàn xã An Hưng tái hiện lại ký ức tuổi thơ của mỗi con người gắn bó với làng quê. Xin chúc mừng đoàn hóa trang của xã An Hưng. Của người Ba Na, xã An Nghĩa là một nghi lễ lâu đời, quan trọng bậc nhất trong năm, với ý nghĩa cầu mong thần nước, thần rừng để có cuộc sống mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc. Ban giám khảo, ý nghĩa của tiết mục hóa trang của đoàn là Người Ba Na An Nghĩa, lễ cúng bến nước in đậm bản sắc. Một lễ cúng bến nước được đồng bào Ba Na An Nghĩa núi, thần rừng, thần nước đưa nước về với bản làng để người dân có cuộc sống khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc. Để tiến hành lễ, người dân trang trọng chuẩn bị các vật phẩm cho buổi lễ và làm phân công việc cho đồng am hiểu luật tục, đóng vai trò dẫn dắt điều hành buổi lễ. Không gian lễ tràn ngập sắc màu, những sẵn nghĩa đa sắc màu. Xin cổ vũ cho đoàn hóa trang xã An Nghĩa. Vâng, và tiếp theo, vấn đề môi trường đang không ngừng gửi lời kêu cứu đến với chúng ta. Trên toàn thế giới hiện nay, toàn bộ môi trường từ đất, nước, không khí đều đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. Mà nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đang báo động này là do con người. Qua hoạt động sinh hoạt và sản xuất, trong số đó có nhiều loại rác khó phân hủy hoặc thậm chí không phân hủy. Phẩm thời trang tái chế bằng áo mưa, một sản phẩm làm từ nhựa với chủ đề Hãy cứu lấy tôi, với mục đích tuyên truyền mọi người hãy nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người tái sử dụng rác xung quanh mình. Đây là chiếc váy dạ hội quyến rũ được gấp nếp từ những chiếc áo mưa, mảnh giấy báo, gấp giấy in bỏ, chai nhựa với sự vận dụng tinh tế đầy sáng tạo. Khi những mảnh giấy được xếp về và yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường để cuộc sống của chúng ta đẹp như những bông hoa thề sắc. Mọi chung xung quanh của mình như giấy, báo cũ, bao bì ni lông, chai lựa nhỏ, thủy tinh, bộ trang phục của đơn vị xã An Dũng. Mọi người sẽ cùng chung tay bằng những hành động nhỏ nhất bảo vệ môi trường và sức khỏe của chính mình. Xin chúc mừng đoàn hóa trang của xã An Dũng. Tiếp theo, thị trấn xin giới thiệu tiết mục hóa trang với chủ đề Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính chúng ta. Tiết mục gồm 30 nghệ nhân và diễn viên của đoàn hóa trang thành những vật dụng hư hỏng, chai giấy, rác thải tái chế mà mọi người vứt bỏ không đúng nơi quy định, làm ảnh hưởng đến vệ sinh của mỗi gia đình và nơi công cộng. Kính thưa quý vị, qua tiết mục này, đoàn muốn gửi đến mỗi con người chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Như chúng ta đã biết, và cuộc sống con người, ô nhiễm môi trường sẽ xảy ra ở cả môi trường đất, nước và không khí, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống con người chúng ta. Chính vì tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường là bảo vệ suốt thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn cầu, nên vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên trầm trọng. Ô nhiễm môi trường xảy đến cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của tất cả các loài động vật. Đang
tương trăng, trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui và nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay chia tay. Cũng từ đó, trăng tròn là biểu tượng của sum họp. Hôm nay, hình ảnh Lăng Chị Hai và ông Địa chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khán giả trẻ, thế hệ kế thừa sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội huyện nhà. Hình ảnh hai con lăng đã in đậm vào tâm hồn của trẻ thơ dân tộc Việt Nam là một biểu tượng thuần khiết về cuộc sống mới tươi đẹp, ấm no hạnh phúc cho mọi người. Và hôm nay, các dân tộc trên địa bàn huyện An Lão cùng du khách về sum họp tại lễ hội lần này với mong muốn giao lưu, đoàn kết và phát triển thịnh vượng. Đơn vị xã An Tăng xin chúc cho lễ hội văn hóa thể thao du lịch huyện An Lão năm 2024 thành công rực rỡ. Xin chúc mừng đoàn hóa trang của xã An Tân. Kính thưa quý vị, từ thời xa xưa, trên trái đất này là một vùng rừng núi hoang vu rậm rạp với nhiều hang động mái đá, nhiều sông suối. Cuộc sống của cỏ cây, muông thú và con người, sống con người chẳng được bình yên bởi các thế lực bóng đêm. Cuộc sống yên bình của dân làng, trước tình hình đó đã xuất hiện các vị đoàn kết đánh đuổi các thế lực đen tối để đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Đến với lễ hội này, đơn vị xã An Vinh giới thiệu tiết mục hóa trang hoặc náo đường phố với chủ đề làng hơ rơ vui hội được mùa. Tầng bóng tối, giả thú, ác quỷ đại diện cho cái ác và các thần lửa, thần ánh sáng, các anh hùng và bà con dân làng. Diễn viên của đoàn hóa trang thành đến mọi người về tinh thần đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi các thế lực đêm tối, thu hoạch mùa màng và rước thần giáng sinh về với bản làng. Hội mừng chiến thắng, hãy cổ vũ cho đoàn An Vinh bằng một tràng pháo tay. Vâng, và tiếp ngay sau đây là đoàn hóa trang của xã An Toàn. Sống tâm linh, người Ba Na tin rằng thần là có thật, giao tiếp với thần bằng cách cầu khẩn, trình diễn các điệu múa hóa trang trên mình những bộ trang phục gồ ghề, nhìn rất ghê tởm. Họ luôn tin rằng thần có thể làm mưa, gọi gió, ban phép mưa thuận, gió hòa, mãi mãi. Bên cạnh những vị thần phù hộ cho sự bình yên của họ, thì có một loại thần chỉ biết hại người và được gọi là thần hung dữ. Họ không bao giờ cầu xin mà chỉ tìm cách trừ đuổi. Những vị thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng mới đem lại hạnh phúc, an lành cuộc sống thường ngày. Trải qua nhiều thế kỷ, trong phong tục tập quán, vấn đề môi trường là một vấn đề nhức nhối của nhiều nước trên thế giới. Trong đó, không những gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nếu như tái sử dụng được, chúng thì sẽ đem lại lợi ích kinh tế và giảm đi lượng rác thải đáng kể. Trong rác được thải bỏ khá nhiều hàng ngày và có thể tái sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Với mục đích nâng cao nhận thức, văn hóa xã An Trung đã quyết định thực hiện hóa trang làm từ giấy bao tủ, vi nhựa. Bộ trang phục mang tên Hoa của sự sống. Đây là chiếc váy nhà hội quyến rũ được gấp xếp từ những mảnh giấy báo, giấy in bỏ từ những vị nhựa, tạo nên nét duyên dáng cho người mặc. Bộ trang phục khoe sắc hòa chung không khí rộn rã của lễ hội. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hãy tái sử dụng những thứ bỏ đi như giấy báo cũ, bao bì ni lông, chai lọ nhựa. Và cuối cùng là đoàn hóa trang của xã An Hòa. Đơn vị xã An Hòa xin gửi lời chào thân thương nhất đến quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn. Ngày hôm nay, 2024, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về vấn đề bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường theo cách hiểu đơn giản nhất là gìn giữ và ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vậy cho đến thời điểm hiện tại, nhân loại có thật sự làm tốt và đúng để bảo vệ môi trường hay không? Bảo vệ. Xin chúc mừng đoàn hóa trang của xã An Hòa.